Chào quý khán giả đến kênh của Hồ Trần nha. Hôm nay mình đi tham quan chùa Dơi nha. Tham quan chùa Dơi vào buổi sáng. Đây là trước cổng chùa Dơi. Người ta bán đồ ngang đồ với đi rồi trước cổng. Trước cổng chùa Dơi. Tham gia quan chùa Vơi chùa Dơi vào buổi sáng nha. Thì mình sẽ đi dần vào chùa Dơi chắc các cô chú và các bạn cùng xem. Đây là đường vào chùa Dơi nha, không gian rất là rộng rãi luôn. Mình sẽ đi một vòng chắc các cô chú và các bạn cùng xem. Này mấy cây sao nó trồng rất là đẹp luôn. Ở đây người ta nuôi chó rất nhiều rồi. Đây cái chuyện với chục con. Tham quan chùa Dơi vào buổi sáng nha. Đây khung cảnh là chùa Dơi rất thoáng mát nha. Khách là đi lên du lịch đây cũng rất là nhiều. Đây người ta trồng sao về đặt không? Chùa chồng chùa Dơi nó rất rộng luôn. Sau này cũng mấy chục năm chưa, cây nó to to. Còn đây là khán điện của chùa Dơi nha, rất là không mát rộng rãi luôn. Mình sẽ đi dần vào các cô chú vào các bạn cùng xem. Đằng sau này Dơi nhiều lắm, đang nghe tiếng kêu đó. Chùa này rất là rộng luôn. Tham quan chùa Dơi vào buổi sáng nha. Giờ là rất rộng, rất thoáng mát. Sẽ đi dần vào khán điện chắc không trước quần các bạn cũng xem. Đây sáng ta đi thắp nhang cũng nhiều. Đây cũng có nuôi bồ câu. Đây. Xin lên đây. Đây kiến trúc nhìn rất là đẹp không? Đây có một chú chó. Nó đang lên đây. Đó là khán điện của chùa Dơi. Nhìn rất kiến trúc rất là đẹp luôn. Đây có thể chạy xe vào được luôn. Xe không bánh về chạy vô đậu tới đây luôn. Đó. Một câu này rất nhiều nè. Thì sáng tay thắp nhang cho chùa. Khán điện cũng nằm ở đây.
Đây bồ câu rất là nhiều nha. Mình sẽ đi dành quay mấy bồ câu cho một chút của các bạn cùng xem. Đây bồ câu rất là dạng nha. Câu rất là dạng. Mình rất là thích luôn. Ở đây có một cái hồ rất là to nè. Hồ này cho khách du lịch ngắm cảnh. Này có thể chạy xe vào được luôn. Ở dưới này có nuôi cá. Câu rất dạng luôn. Quay kế bên mà không bay luôn á. Này là chăn chống yên mái hai con. Biết quay phim luôn không quay. Đây. Chắc tính cho ăn quá chạy theo. Câu rất là dạng. Muốn đậu lên mấy quay phim luôn. Tham quan chùa Dơi vào buổi sáng nha. Đây cảnh chùa Dơi nè, cô hồn của chùa Dơi nè, nhìn rất rộng luôn. Khách ta đi du lịch, ta đi vòng vòng, sao tập thể dục luôn. Cá rất to nè. Này có một câu này dạng quá. Đây có một cái hồ rất là to để cho khách ta du lịch ta ngắm cảnh. Mình sẽ đi vòng một cái hồ cho các chú và các bạn cùng xem. Đây đây là chỗ dơi ở nha. Các cô chú các bạn cũng nghe tiếng dơi kêu rồi đó. Có tuốt trên đọt. Tuốt trên đọt sao. Rất là nhiều dơi nha. Tập trung như này. Bằng ngày ở đây không biết đêm có tối đi đâu không. Thời gian sao chùa dơi đó. Chỗ này nó có nuôi gà nữa. Tham quan chùa Dơi vào buổi sáng. Đó, tiếng dơi kêu đó. Đây, sáng khách vô thắp nhang rất nhiều. Đây cũng có mấy bộ cầu đầu đây. Cầu này rất là dạng. Đa ngang. Cái dạng bay. Một tiếng động bay. Cảnh chùa Dơi rất là đẹp. Rất là thoáng mát. Video mình cũng dài, mình kết thúc tại đây. Nếu thấy hay xin một like, một đăng ký. Cảm ơn các cô chú và các bạn. Hẹn gặp lại các cô chú và các bạn trong clip sau.